Dạ em xin chào anh chị em khách hàng, em mới về được một cái lô thanh lý nhà máy cái tủ kệ mấy anh chị ha, rất là to đùng mà giá là cực kỳ mềm. Đây để em tập thùng rồi cho mấy anh chị mình xem. Thì cái này hàng nó mới 100% luôn, được sản xuất tại Việt Nam và nó được làm từ gỗ thông thôi mấy anh chị ha, nhưng mà giá rất rẻ, chỉ có 1.200.000 đồng một cái tủ mà to vật vã luôn ha. Cái chiều dài của nó em nhớ là 1m58 mấy anh chị ha, 1m58, còn cái chiều ngang á là 48 mm hả ta, 48 gần nửa gần 5 tấc các mấy anh chị ha, còn chiều cao của nó là 1m mấy anh chị, rất là to vật vả luôn. Rồi cắt ra phần đó ra luôn, rẻ quá trời rẻ luôn mấy anh chị. Thì cái tủ này nếu mà mấy anh chị ở nhà mình đang có một cái giống như cái tủ bếp đó mấy anh chị, cái giống như cái bếp bữa giờ mấy anh chị mình mua một cái bếp á, thì cái phần dưới là cái lavabo rồi chậu rửa rồi mặt bếp rồi đúng không. Bây giờ mấy anh chị dùng cái này ha, mấy anh chị mình treo ở trên nó cũng đẹp luôn mấy anh chị ha, treo trên là đẹp luôn, hết sảy luôn. Rồi đây gỗ thông đẹp cực kỳ luôn mấy anh chị, giá 1.200.000 mà có cây tủ ha, thì cái thương hiệu của nó là Banmeto gì mấy anh chị ha, thì hàng này cũng là hàng xuất khẩu mấy anh chị, nhìn rất là cứng cáp mà đẹp lắm ha, chắc chắn luôn. Đây này có đóng im không hà? Không, này không có đóng im. Thì ở đây nó có mấy cái hộc ha, phía dưới này có mấy cái hộc, cái này hình như là để bỏ mấy cái chai rượu vang nè ha, rượu vang rồi những cái đồ gia vị ha, đồ khác nữa là các mọi thứ là rất là đẹp ha. Đấy thì anh em nào lấy thì nhắn tin cho em ha, và giá là giá tại kho nha các anh chị nha. Rồi đo lại kích thước giùm anh luôn cái nữa luôn ơi. Đấy. Rồi, quá xá đẹp luôn mấy anh chị. Rồi để em đo thực tế luôn cho mấy anh chị ha. Đó, rồi chiều dài nè, 1m58 nè ha, chiều cao. Chiều cao nó khoảng là 1m không, tới phần trên luôn kìa, phần trên bên kia gần 1m đó mấy anh chị ha, gần 1m ha. Đó, rồi chiều ngang nè ha, chiều ngang này 40 ha. Vậy là quá còn đẹp hơn nữa. Không, cái phần kia nó u ra xíu ha. Nhưng mà theo em là 40 là cái mà nó mình dùng mấy anh chị mình treo tủ bếp mà phần trên á là cực kỳ đẹp rồi ha, mọi thứ là hoàn hảo rồi, ngon lành cành đào luôn, phần sau có lưng ha. Thì cái này á đúng ra thì thực ra là ở bên nước ngoài là họ có cái tầng dưới nữa, cái tầng dưới để họ kê lên ha cho nó gọn, cho nó ấy, chứ người ta không treo tường. Nhưng mà cái phần này mấy anh chị mình giờ bữa giờ mua mấy cái tủ bếp rồi, bây giờ mua cái phần này dùng cái này để treo tường là đẹp hết sảy luôn. Giá chỉ có 1.200.000 đồng một cái ha. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em nha, xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng rất là nhiều. Số điện thoại của em là 0914466462, hoặc mấy anh chị mình cứ nhắn tin Zalo ha, rồi em sẽ ship cho mấy anh chị mình. Đấy.